Hello anh em và chào mừng em đã quay trở lại với channel mình. Mình Thành Enzy đây và chúng ta sẽ tiếp tục với cái series đó chính là Growcaster. Và nếu anh em nào thích cái video này, đừng quên là một lại một like, chia sẻ video giúp mình, comment ý kiến xuống phía dưới video và đăng ký kênh của mình nhé. Nhớ rung chuông để nhận thông báo mới nhất từ kênh của mình. Chúng ta sẽ bắt đầu thế nào? Thì ở đây mình đã nâng cấp lên khá là mạnh so với đội cung thủ đằng sau. Thì hiện tại là chúng ta có thể lấy được kiểu những kiểu cỗ xe tăng này thay thế cho những cái con lính. Nhưng mà cái bắn này thì bắn nó sẽ rất là chậm, đam nó to hơn này, bắn chậm hơn này. Và cái bắn nó chỉ ở tầm khoảng cách trung bình thôi, nó không phải bắn xa như một bắn cung thủ. Nó khỏe phết đấy, mà nhìn cũng hài. Rồi chúng ta sẽ đánh nốt cái tên này. Và hôm qua mình có đọc rất là nhiều cái comment của anh em về cách đánh. Và mình sẽ có một số cái hướng đi. Trước tiên thì mình sẽ có một bạn bảo với mình là anh ấy nên mắc ba con Pirates, Necromancer với con Smith. Thì sẽ đi ăn rồng thì thoải mái. À đúng rồi, mình sẽ ăn rồng cho anh em xem nhá. Mình thì mình đánh được, hôm qua mình đánh thử rồng rồi. Mình có thể đánh được hai con rồng đầu tiên. Một con Green Dragon, thứ hai là con Black Dragon. Hiện tại thì con thứ ba thì chưa ăn được. Chúng ta chắc phải ăn được mấy con. Chắc mình sẽ phải nâng theo, mình sẽ test thử một số cái kiểu nâng xem như thế nào. Chúng ta sẽ đợi một chút để nó được thêm 500.000 đấy. Bây giờ xem quảng cáo được 500.000, thế nhưng nó phụ thuộc vào cấp thì phải. Đây này, mình sẽ nâng, mình nâng gần max hết tất cả thứ rồi. Chúng ta sẽ nâng max cái cooldown, skill cooldown lên thì rất là ngon đấy. Chúng ta sẽ vào trong cái con rồng này nha. Mình sẽ đánh nhau với con Green Dragon và chúng ta sẽ có thể kiếm được đồ từ con rồng này. Wow, anh em thấy không, một cuộc chiến giữa tòa thành của người que. Ui ui, nhanh chết nhờ, mình đập nát nó rồi đấy. Và chúng ta sẽ kiếm được khá là ít vàng ta. Chúng ta sẽ được một cái cooldown, một số đồ có thể trang bị được cho những nhân vật của chúng ta. Mình sẽ trang bị cái quái gì đây này. Chúng ta sẽ có Deep Assassin, có kiếm này. Cái này thì sao ta, cái này là tỷ lệ crit sẽ 2.4. Cái này là Lightning Dam, theo mình nghĩ cầm cái crit dam thì có vẻ là hợp lý. Cái là Knockback Chain, cứ là đừng hiểu đi theo dạng kiểu đầy lùi ấy. Bông tai này 5.6%. Và Cool Dam, rồi mình sẽ lấy cái Crit Dam này để equip vào nhỉ. Rồi, có đồ rồi. Bên này thì chúng ta sẽ có thể là cầm thêm một cái đồ này vào. Cool Dam à, cái này, cái tòa thành có cầm được đồ không nhỉ? Không, cái này thì không cầm được đồ đâu. Nó chỉ có thể tiến hóa lên thôi. Rồi, có thể tiến hóa lên thành những cái dạng thành mới thôi. Tiếp tục đi đánh. Đây, sẽ đánh con Black Dragon cho anh em xem nha. Black Dragon bây giờ không phải đối thủ của mình. Ok, nó khỏe phết đấy. Nhìn kìa, máu của nó sẽ tầm khoảng là 300 linh mấy ngàn máu ấy. Nó gấp bao nhiêu lần máu của mình cơ. Nhưng không vấn đề gì. Thật ra thì không vấn đề gì cả. Chúng ta đánh bằng những con này cơ mà. Do gì đâu. Go lên nào cho còn gỗ. Ôi chết, từ cả chết nhá. Đây tấn công kinh thích nhờ. Nhưng vẫn giết được anh em ơi. Tấn công nào, sử dụng toàn bộ lên. Ui, hơn 100.000 tiền đấy. Mình như dây làm biến nhẫn, tăng cái crit dam thêm khoảng 22.2%. Cái con rớt này có cầm được cái đồ lightning không nhở? Mình thấy có thể là cầm cái đồ lightning gì đấy. MP cost giảm này, không cần được kiếm, con này không cần được kiếm à. Con này tăng cái crit dam lên 22.2%. Rồi, chúng ta sẽ có thêm một cái đồ nữa. Cool dam này không biết là sẽ trang bị cho con gì đây. Tiếp tục đi đánh rồng không nhở? Đánh nốt Black xem nào. Có cả S à, có cả đồ cấp S này hay là cái đồ gì vậy ta? Tấn công liên tục con rồng này. Con rồng thứ ba thì mình hiện tại mình chưa đủ sức để ăn nó nha. Hồi cái là mình sẽ gọi quân bắn liên hoàn nè. Rồi chúng ta sẽ trước hết thì mình sẽ đi nâng cấp con cung thủ nhá. Mình sẽ theo một cái đường, thì vì mỗi một tập thì nhá thì có thể theo được một đường thôi. Có rất là nhiều các comment ý kiến khác nhau, nhưng mà chúng ta sẽ theo từng đường một. Đằng nào sẽ nâng cấp tất cả lên. Chúng ta có khả năng stun, cơ hội stun lên vào 6.5%. Tốt, mình sẽ trang bị cho con cung thủ luôn này. Archer chúng ta sẽ lấy cung và equip nó như thế này trước. Rồi bây giờ sẽ nâng cấp promotion. Bây giờ muốn tiến hóa lên đấy thì chúng ta nâng cái nào đây? Nhưng nâng vào 75 attack speed này,
và khả năng gì đây? À, dành cho 75 attack speed dành cho những con bên cạnh, đứng bên cạnh nó. Dạng như vậy. Kiểu cái sắp xếp đội hình cũng khá là quan trọng nhưng mà không phải đơn giản. Hunter, cung thủ. Mình sẽ xem nào, mình sẽ mua con gì bây giờ để mình sẽ đọc cái common nha. Pirate, Necromancer và Smith. Pirate là con nào ta? Pirate để mình tìm xem. Mình thay thế với thằng này không nhỉ? Cái thằng này mình đang nâng cấp lên rồi. Promotion của nó mình đã nâng cấp lên một cái dạng rồi nha mọi người. Elizabeth. Để xem nào. Alice, Lisa, Knight, Bozuka, Man, Smith này. Đây có chính con này đúng không? Con này có tác dụng gì? Tăng cái đam cho cái đam từ của cái này, đam của cái bọn cung thủ này, 58% trong vòng 3,3 giây. Và khi mà nâng cấp lên thì thế nào? Promotion nó có hai dạng. 69% trong vòng 3,3 giây. Con này là búp rồi. Hero attack speed sẽ 42% trong vòng 3 giây và tăng cái thao là 58% trong vòng 3,3 giây. Đấy, nếu mà nâng mắc cái con này. Ok, chúng ta có nên thử những con mới không nhỉ? Rồi chắc khi mình thử con mới, nhưng mình muốn đăng con rớt thì mình đang nâng này. Bây giờ bỏ đi những hơi phí ra, mình đang nâng dở rồi. Thế nên mình sẽ nâng mắc cái bọn này đi nhá, xong rồi chuyển các bọn kia sau. Và mình sẽ đi đánh map đi. Rồi sẽ đi đánh map đi. Rồi tạm thời cái đội hình như thế này thì mình cần đánh 2 trận nữa để mình sẽ mua được thêm, sẽ nâng cấp được thêm. Mình sẽ nâng cấp mắc bọn này đã, xong rồi mình chuyển sang bọn khác nhưng mà cứ từ từ đúng không? Đánh khá là ổn. Sao cấp về sau nó lại yếu hơn rồi. Đó, thiên sứ và ra gọi được 4 con như thế này có vẻ như khá là ổn. Dần dần thì chúng ta sẽ đổi sang những chiến thuật khác sau khi mắc hết bọn này. Ok, chúng ta sẽ tấn công nào. Chúng ta cần thêm kiếm thêm 2 game nữa để nâng cấp cho mấy con ở đây. Mấy con này còn chưa nâng cấp cơ, mấy con tăng kinh nghiệm nữa còn chưa nâng cấp cơ. Thực ra nếu mà đi đánh map thì sẽ không cần mấy cái con, không cần mấy con này nữa, không cần hai con này này, không cần con tăng kinh nghiệm và con tăng vàng đâu. Chúng ta sẽ lấy con Pyrus và con Necromancer nhỉ, cũng được. Mình sẽ ra quảng cáo đã. Có rất nhiều cách nâng nha, có cách rất nhiều cách sắp xếp nha. Mình tiếc là không thể nào mà cho tất cả được vào đội hình của mình thôi. Đây, mình sẽ bỏ này đi vậy, tạm thời bỏ này đi. Mà con này để lúc mà cày thôi, lúc mà luyện tập bình thường thôi, chứ không có gì. Chúng ta sẽ lấy con này và mình sẽ nâng level up cho nó lên. Mắc cấp luôn rồi, mắc cấp cho con một con này. Con này thì sẽ lấy thêm Necromancer, Monster Defense trừ 50%, đam siêu to luôn. Level up luôn, mắc level luôn kìa. Và chúng ta sẽ lấy thêm con nào nhỉ? Chúng ta sẽ phải equip nó vào không thì không được đâu. Đâu nhỉ? Pirates. Equip vào luôn này. Con này thì sẽ equip con Necromancer. Đấy, đã xong. Thêm một con nữa, chúng sẽ đánh con nào đây nhỉ? Con nào tăng đánh công cái thứ đây. Đây là không phải, đây là một cái ô phía dưới thành nhỉ. Bọn này vẫn cần để triệu hồi ra này. Cho sẽ bỏ nào đây, Assassin hay là Zerg ta? Hay bỏ Zerg đi. Zerg hiện tại đang level 31, cho mình sẽ bỏ một con khác. Mình sẽ lấy con Smith. Con Smith sẽ tăng cái Repair Caster lên 20%, sửa thành sẽ nhanh hơn này. Dạng như vậy, và cho level Max luôn. Level Max là level 21 rồi anh em ạ. Và có thể cho tiến hóa lên thành một số dạng. Rồi, tạm thời mình sẽ cho con Smith này đi luôn này, equip luôn này. Đó, tạm thời thế đã nhỉ. Và chúng ta sẽ đi đánh map trước. Từ từ, cái này nhầm rồi. No, bọn này sẽ búp hết lên này. Rồi, bắn siêu nhanh luôn.
không cần kinh nghiệm từ bên này nữa. Cái kia để lúc nào mà offline nó sẽ cày thôi, đúng không? Còn cái này hiện tại thì bây giờ là đang book này lên. Pháp sư Necromancer, pháp sư gọi hồn đúng không? Kinh phết. Let's go, vào nào, thủ bắn siêu nhanh. Tiếp là ta sẽ hết sạch năng lượng kìa anh em ơi. Mình đã nâng cấp gần như là mắc cái năng lượng rồi mà nó còn không đủ cơ. Chết toi, cái này đánh cái quái nào bây giờ? Bây giờ làm nào nhỉ? Giảm cooldown hồi chiêu và max skin cooldown thì chúng ta xài skin liên tục, nhưng vấn đề là chúng ta không có mana thì đánh cái quái nào bây giờ? Cả vấn đề đây. Ở team chúng ta rất là nhiều con sử dụng cái mana, nhưng vấn đề là vì hết sạch cái năng lượng nên sao mà có thể chơi được gì à? Mình đang phân vân là không biết chơi kiểu gì bây giờ. Rồi xem quảng cáo kiếm thêm được khoảng 500.000. Con nào tăng con này thì sao ta? Con này có tăng promotion, tăng town cái bọn cung thủ lên 120% trong vòng 5 giây. Mắc đam luôn. Necromancer nếu mà promotion nó có 2 đường. Monster defense sẽ bị giảm thủ đi, đánh rất thấm luôn. 154% trong vòng 5 giây nhưng mà nó tốn đấy quá. Tốn năng lượng kinh khủng à. Con nào búp không? Wild Mesh này. Đó, promotion thì nó sẽ ready cooldown 3-4 giây, trừ 1% cái cooldown. Nhưng vấn đề là mình cần năng lượng nha em ơi. Đây này, hero MP cost sẽ trừ 10% trong 3 giây này, và giảm thời gian cooldown cho hero xuống 3 giây nữa. Con Wild Mesh này có vẻ là rất là ngon. Vấn đề là chúng ta cần kết hợp. Có nhiều cái đánh quá. Bây giờ mình đánh cái này thì không ổn lắm nhờ. Đấy, rất là khó chơi. Chúng ta sẽ đổi cái này trước này. Sẽ đổi sang, mình sẽ dùng cái Canon có flame. Mình sẽ dùng cái flame level up cho nó đi. Promotion level 31 là sẽ update được cái tăng đam thôi. Tăng đam khoảng 555. Ok. Bây giờ sẽ không cần cái này nữa thì tăng đam cho nó lên. Level 31 đi. Rồi level 31 này. Xong rồi equip luôn vào đi. Đấy. Cái phía dưới này cũng sẽ lấy cái lightning có rồi này. Cái tree đang HP. Lấy cái nông không, hay là cái Baron nữa ta? Baron promotion tạo ra quân lính này. Sẽ tạo ra lính đánh nhau liên tục. Dạng như vậy 12 công. Mình thích là những cái tháp bắn hơn. Mình sẽ lấy cái worm và con sâu. Con sâu mình còn chưa mua cơ. Bắn trưởng thật. Con sâu này chỉ có đánh thường thôi, đánh đam thường thôi, nó phát thôi, đánh tốc độ rất là cao thôi. Cannon bắn bạn bom nhưng mà là slow, đam rất là to nhưng mà slow. Ta lựa chọn một trong hai cái cờ hay sao? Sẽ tấn công những cái unit bay. Lựa chọn khó khăn, mình đã có 3 tòa tháp rồi. Bây giờ cần thêm một tòa tháp nữa. Một là bom, còn một là cannon. Hai là thorns, worm. Cái con worm thường đây ở trên. Có hai loại worm khác nhau và một cái bear range sẽ ra lính. Mình tính thích gì nhỉ? Cannon đi, hay cannon thôi. Level up luôn. Có mắc được cấp không nhỉ? 31 đi, 31 thì nó có thể promotion được không? Không được. Nó chỉ bắn pháo thôi. Thế thì không ngon lắm nhỉ. Mấy cái này nó còn có promotion cơ. Để kiếm xem cái nào có promotion. Đây, ví dụ cái này chẳng hạn này có thể promotion được này. Có thể tiến hóa lên những cái dạng mới này. Đấy, tăng đam lên 300%. Chứ còn mấy cái này thì không tăng được nhá. Cái này cũng tăng được này, cái militar, cái nhà lính này. Cái này không tăng được nha, cái cannon cũng không tăng được nha. Rồi, chắc mình sẽ lấy cái worm thường này, equip vào luôn. Và sẽ nâng mắc lên cho nó. Đấy. Rồi, tạm thời thế đã. Đam có rồi, trâu bò hơn rất là nhiều rồi anh em ạ. Cooldown sẽ giảm đi, nhưng vấn đề là MP đấy. Chúng ta sẽ đánh map. Nào, bây giờ sẽ phá hủy tất cả cái map xung quanh này luôn này. 310 cũng không cần.
tấn công MP thực sự là không đủ, thế luôn là không đủ đấy. Nhưng chúng ta ui phá nhà siêu nhanh luôn. Ok, xây dựng lại dạng kiểu xây dựng tường thành nhà 460. Cái này nó sẽ cống nạp cho mình rất là nhiều tiền. Thấy bạn, có một bạn bảo là cống nạp tận 1 phút 150.000 thì thực sự là đáng sợ. Mình muốn như thế. Bây giờ sẽ chiếm tất cả thứ có thể. Đấy, bây giờ sẽ là 11.000 này. Đánh chiếm thật nhiều. 490 chắc là mình sẽ đánh thôi. Đàm to vật vã luôn. Ôi rồi, ui bắn như thế đây mà. Bây giờ chỉ còn nâng cấp thêm nữa thôi. Đội hình này khá là ổn. Vẫn đang tiếp tục xây dựng lên cái city. Những cái chỗ nào mà đã chiếm rồi thì xây dựng city lên là chuẩn đấy. Ví dụ như cái chỗ này này, chúng ta xây dựng hết cái city lên. 900 vàng đấy, 900 vàng trong vòng 1 phút đây. Đấy, cộng tất cả là mình sẽ là 14.000 rồi đấy. Rồi những chỗ nào mình chưa chiếm, chỗ nào chưa chiếm rồi thì mình nên xây dựng nhà cửa đấy đi. Chúng ta sẽ đánh hết cái khu vực màu đỏ, ta chiếm hết cái khu màu đỏ xong mới chuyển sang những khu vực khác nhá. Ok, let's go nào, bây giờ mà nó còn yếu ấy. Caster đi chiếm thành là chuẩn bài rồi đấy. Cái này còn lâu lắm. Nó còn phân chia ra các loại map khác nhau cơ, ở trong này cơ. Rồi chúng ta Red Town. Đang có tiền thì chúng ta cứ xây dựng nó lên đi. Mình có bao tiền? Còn hơn 1 triệu, hơn 1 m nữa cơ. Nên có thể là thoải mái mà có thể xây dựng các cái thứ linh tinh các kiểu. 400 thì đánh hết cái tòa thành màu đỏ. Đây là một cái bệ đá chứ không phải là cái gì đâu. Một bắn chậu được nhỉ. Ok, chúng ta sẽ develop, xây dựng lên, phát triển lên. Đấy, nó sẽ cho mình nhiều tiền hơn. Đấy này mình sướng chứ nhỉ. Tôi nghĩ đến lúc mà nó sẽ cho mình một đống tiền thì thích quá, đúng không? Vui vãi. Rồi, chúng ta tiếp tục xây dựng lên. Đấy, VIP sẽ được 19.000 trong vòng là 1 phút. Nó còn nhanh hơn là bọn kia xây dựng cái khu đằng sau ấy. Nhanh hơn cái bọn đào vàng. Cái bọn đào vàng như 1 tiếng mới có 150.000. Mình sẽ cố gắng lên một cột mốc là 150.000 trước đã nha. Giờ sẽ là 21.000 rồi. 2.300 mà 2.300 thì mình đánh bằng mắt à. Vài trăm thôi. Ủa, cái tòa thành nó cao thế nhờ. Nghe thấy thế nó cao không? Nhưng mà chẳng phải vấn đề với chúng ta. Tòa thành cao mấy thì cao, không phải vấn đề. Tiếp tục là xây dựng lên. Đó, chúng ta chiếm hết tất cả những cái nhà màu đỏ nha. Ui, cửa 30. Em ở 30 đấy anh em. Chứ thế mình ít tiền. Cái này sẽ cho mình khoảng vài trăm vàng thôi. Cửa 10 này mình còn chưa đánh hết này anh em. Phá hủy luôn, ngay và luôn. Những cái chỗ như thế này nó có sẽ bảo vật ở trong này này. Và mình sẽ kiếm được đồ trong này ra. Bao giờ thì chúng ta mới lập được bang hội đây? Có một bạn mà lập bang hội cho mình nhưng mà thấy có vẻ không phải. Mình tìm mà không thấy ra, chẳng hiểu luôn. Bây giờ mà muốn lập bang hội của riêng mình thì mình sẽ mất khoảng 100m. Ôi bọn này không kịp ra cơ. Chưa đánh cho nó không kịp ra nổi kìa. Sợ vãi. Nhanh hơn được không nhỉ? Tốc độ nhanh hơn được không ta? Nó sợ luôn, nó không dám ra luôn kìa. Ra đâu là chết lên đấy rồi. Boss. Chết luôn. Ok, đấy, mình kiếm lên được một cái quyển sách gì đấy nhỉ. Cho có nhiều đồ lắm, nhiều đồ linh tinh lắm. Hình như là cái quyển sách đấy nó sẽ là đồ cá nhân của từng con một. Rồi kệ thôi. Đánh nốt mấy cái map này cái 520 này. Bây giờ mình cần rất là nhiều game để nâng cấp tất cả bọn này lên. Uầy, nó bắn ra như này. Nó giảm thủ này. Một con là chuyên giảm thủ này, một con là tăng cái công cho cái bọn cung thủ của chúng ta. Rồi, bây giờ được khoảng 26.000.
Tất cả nhà đỏ mình đã chiếm xong chưa nhỉ? Chưa chưa. Còn nhiều nhà lắm. Một vùng đất cực kỳ rộng lớn. Phá hủy cái caster này luôn. Tiếp tục là phát triển lên. Đấy, đã xong. Và tất cả các cái nhà màu đỏ đã thuộc về mình. Đấy, vương quốc đỏ đã bị xóa sổ luôn rồi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu đánh chiếm sang dần dần những cái khu vương quốc vàng như thế này. Đầu tiên là phải đánh cái này trước này. Lý do trong này sẽ có con boss và nó sẽ có các cái item. Lý do mỗi thế thôi. À, không kịp ra cơ. Ra là chết. Mà bọn này không vào được thì cái pháo này nó không bắn được. Thì nó khỏe quá, nó đấm vào chắc chết rồi. Trời ơi. Chạy đi đâu? Không thể chạy được. Bọn này cống vàng này. Cống vàng là hơn 100.000 đúng không? Mình thấy là hơn 100.000 gì đấy. Sao có boss rồi? Mình đã đợi sẵn boss này để có thể là ra đánh nhau với nó. Trời, còn không kịp vào ấy. Đã bị cung thủ bắn chết rồi. Vãi trưởng thật. Không sao. Mình sẽ thử sức ở một số cửa nào cao hơn là 1.500 rồi nào. Đấy, nghe đồn, nghe chừng là có vẻ sẽ khó hơn đấy. Máu nó trâu thế nhờ. Thấy chưa? Thấy chưa? Khó chưa? Không còn dễ dàng đâu. Điểm đánh tung mặt luôn. Dù mình vẫn giết được quân của nó nhưng mà máu thành của nó trâu thế. Cũng hết sạch cái MP luôn kìa. Mình đã nâng mắc cái độ hồi MP ở đấy. Nó không ăn thua luôn. Đánh từ nãy giờ được có tầm rửa cái thành máu của cái thành này. Hết sạch năng lượng rồi. Không làm gì được. Dãi là như thế này. Quân lính nó cũng khỏe. Trời, mình sắp đai rồi, sắp đai rồi. Chúng ta chưa thể nào ăn được những cái cổng cửa thành là tầm khoảng cấp 1.500. Rồi thì mình sẽ kết thúc về đây nhé. Xin chào anh em. Hẹn gặp lại anh em trong tập kế tiếp của tựa game, đó chính là Growcaster. Bye bye.